Bây giờ là 6 giờ 21 phút chiều ngày 29 âm lịch, là một cái buổi hậu Tết của những người theo đạo Công giáo ở thành phố Dallas, bang Texas, đang mở hội ăn Tết rất sum tụ. Đây là có cái sòng bầu cua này. Đó, bầu cua. Hôm nay là bầu cua. Đó, vòng vô đây. Lần lượt đi vào. Bên này là có cái gian hàng bán trò chơi dành cho trẻ nhỏ, trẻ con. Người lớn muốn mua cũng không sao. Đó. Trò chơi đủ loại, cũng không giống, không thua giữa Việt Nam. À, bên đây là có cái quầy quay số coi thưởng này. Quay số coi thưởng. Đi vòng vô phía bên trong này. Đi vòng vô phía bên trong này. Ở trong này là, đây là cái, đây là hội trường. Vừa kê bàn ra khoảng chừng, tôi đếm khoảng chừng 80 cái bàn. Mỗi bàn chỉ có 8 người ngồi thôi. Khoảng chừng là 700-800 người có thể đến trong đêm nay. Trong chương trình ca nhạc này là có nhiều ca sĩ. Người nổi tiếng nhất có vẻ là nhạc ca sĩ Thế Sơn, mà bạn của ông Khương mấy chục năm trước là từng hát bài mình. Đi vòng ra phía sau này. Đây, vòng ra phía sau. Trước là cũng có cái chữ bầu cua. Bầu cua trong này có vẻ ế hơn này. Bầu cua này. Đi vòng qua đây là các cái gian hàng ăn uống đủ thứ. Đó, bên cạnh đây là cái gian hàng bán đủ thứ nè. Đây là chả ốc, rất là ngon. Các bạn nhớ lại đây, ăn chả ốc nè. Chả ốc đoàn 3 đồng một cái nè. Đậu hũ, bắp xào, hot dog, nachos, chip. Đó, vừa mua ăn vừa ủng hộ. Đây là bắp xào. Ăn vừa rẻ vừa bổ, vừa ngon vừa ủng hộ cho cộng đồng người Thiên Chúa giáo ở vùng này, quá hay. Ồ, đây bánh bông lan hay gì đây. Đó, có người xinh đẹp đó, tình nguyện. Đây là nghệ sĩ Linh Phương, là tôi đã từng quay phim cho người này, đóng phim biết bao nhiêu. Bữa nay là bán bắp nướng. Nãy tôi mở hàng cái gian hàng bắp nướng là 2 trái 5 đồng á, cho nên là đông khách quá trời quá đất. Đó, bên đây là, đây là cà ri dê. Cà ri dê, dê xào lan 25 đồng, cà ri dê 25 đồng. Các bạn nhớ mua lẹ lẹ đi hết nha. Đây nè, này có bản heo rừng xào lan, heo rừng nướng, heo rừng luộc, dồi chiên lòng heo, bê thui, hột vịt lộn. Này, bên này là có cuốn nè, đó nóng hổi nè, tôm nè, chả giò chiên nè. Đó, khách mua quá trời ha. Bên đây đủ thứ. Đó, chúc mừng năm mới nè, phở, bún bò, cháo lòng, bún riêu, cơm bì, sườn chả, quá trời món. Nước ngọt. Bên đây là nước mía nè, nước mía, nước khóm, nước xoài, kính mời nè. Đó, uống vô. Chỉ có hoạt động trong vòng 4-5 tiếng đồng hồ hết nè. Đó, bên này là nước thơm, nước dứa nè. Quá trời quá đất. Đây là nhà bếp nè. Bản giá thức uống hỗ trợ Tết nè. Phở, bò, bún, cháo lòng, bún riêu, cơm bì, xả, món nhậu, món ăn chơi. Đó, đây là nhà bếp. Nhà bếp rất là sạch sẽ và vệ sinh. Các bạn coi được ra muốn ăn ăn đó. Nhà bếp. Đây cái bản nè. Cháo lòng nè, bún riêu, phở bò, phở bò. Đó, quá trời quá đất. À, tới đây thấy cái sòng trò chơi, trò chơi, bán hàng trò chơi, bán ăn. Đó, nãy mình thua bầu cua mấy đồng rồi nha. Còn cua nè, hồi nãy là có mấy cảnh sát Mỹ đi gấp đường ở đây nên chạy lên đây chút coi lại cái sân khấu. Tối nay sân khấu ca nhạc này miễn phí nha. Trong khuôn viên này hôm nãy tôi thấy có 4-5 ông cảnh sát Mỹ gác mà đi đâu mất hết rồi. Đó, lát nữa các bạn sẽ coi chương trình ca nhạc khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rồi thôi, tạm ngưng ở đây nha. Chợ Tết, ngày hội Tết mỗi năm một lần ở thành phố Dallas của bang Texas.